Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Và hôm nay mình mới khám phá được một con map rất là dị ở trong menu các bạn ạ. Map này thì là của người nước ngoài nhá, mình cũng không rõ là tên là gì nữa. Đấy, thì mình thấy có tiêu đề nó ghi là map parkour các bạn ạ. Mình thấy là có một cái bồn tắm, ở dưới cái bồn tắm có rất là nhiều con cá lồng đèn luôn đó. Các bạn có thấy hiện tại mình đang đứng trên cái vòi nước này, đây là cái vòi nước mà xả nước xuống đấy. Thì mình sẽ tạm gọi cái map này là map parkour trong bồn tắm, các bạn nhìn qua có vẻ ngắn đấy nhở. Đây, đứng từ đây mình cũng có thể nhìn thấy ngôi sao kìa, nhưng mà có vẻ khó đấy. Mình thấy chỗ này bây giờ 4 ô này, ủa 4 ô này, ôi toàn 4 ô các bạn ạ, khiếp thật. Toàn 4 ô như này nhảy khó phết đấy nhở. Rồi ok, chắc là mình sẽ không xài Cindy đâu đó. Parkour mà xài Cindy chắc là thôi mày. Mình cả đời mình nhảy thẳng lên cái vành luôn. Đấy, đi bộ đến đích luôn các bạn ạ. Ok, rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Peo các bạn nhá. Và bạn nào yêu quý Mèo Peo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo ủng hộ Mèo Peo một gói mì tôm các bạn nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử mở phòng nào. Bây giờ hiện tại là đang chơi vào lúc 11:15 các bạn ạ. Chính xác là 11:13 nhá. Đó, 23:13, còn 2 phút nữa đến 15 phút rồi. Nhưng mà chắc là giờ này chắc là mở phòng trải vào đâu các bạn ạ. Cứ bấm bừa đi các bạn ơi. Dỡ. Trời ơi, hình như cái pháp map này, à map này không bị, map này không cấm vào giữa trường đâu. Ôi, ôi có dương rồi này. À, map này cho gà, ok. Cho gà, nếu mà không ăn gà thì nhảy chắc khó nhỉ. Nếu mà không ăn gà là phải biết nhảy 4 ô các bạn ạ. Đây, đây 4 ô này đúng không ta. Thử em nào. Hây, úi dồi, băng, úi. Ôi đau tí. Ôi map này có vẻ khó đấy các bạn, mình sẽ thử khuôn gà nhá. Mình sẽ thử parkour khuôn gà. Ôi nói chung là 4 ô mình nhảy gà lắm các bạn ơi. 4 ô mình nhảy kém lắm. Ôi mở phòng thế mà full này. Ơ 11 giờ đêm mở phòng cũng có người vào các bạn ạ. Full phòng rồi này. Ôi dồi ôi, cá ở dưới nhiều thế. Bình tĩnh cho tôi lên cái. Ok ok. Trời ơi khó đấy, khó đấy. Ăn gà các bạn ơi, gà ở trên kìa. Ê, ê, mình sẽ nhảy thử ra. Ui, ui, đứng đây mà gà cá cắn lên trên kìa. Hey, ui, khó thế nhở. 4 ô khác các bạn ạ, lâu không nhảy parkour 4 ô là hơi khó đây. Ý, cá lồng đèn, chính xác. Ôi, cái mà chơi cũng phải khá vui chứ. Nhưng mà nó hơi khó các bạn ạ, với cả nó có vẻ hơi ngắn, nó có vẻ ngắn thật không. Hay chỗ kia cú lừa, ôi. Nhưng mà map này hình như mình thấy toàn 4 ô, ôi dưới, sao cá đâu ra, ôi dồi. Sao cá nó bò lên cả trên này nè, ủa khỏi chấm kinh vậy. Sao cá nó bò lên cả trên kia. Ơ kìa ông nó tránh ra tôi lên cái. Trời ơi, cái map này chơi cá sấu lên bờ được đấy các bạn ạ. Để mình thử lại phát nữa nào. Ok lên được rồi, trời ơi băng cái này khiếp thật. Đây mấy ô đây, ba ô. Ok 3 ô nhảy được. Úi dồi ôi, thế này sao nhảy qua các bạn ơi. Ủa thế này sao nhảy được, thế này mà khuôn gà how to nhảy. Trời ơi. Người nước ngoài bây giờ parkour lên tầm trình độ cao mới à. Hey, ok nhảy rồi. Đó, nói chung nhảy vẫn nhảy được nhưng mà hơi căng. Bạn nào không biết nhảy 4 ô là hơi căng đấy. Ê, ok rồi. Ui, chúng mình nhìn có vẻ xa ấy nhở. Ui, từ ông kia ở đâu ra xuất hiện đây. Định bơi à? Bơi sao được bạn ơi. Bơi sao được. Không bơi đâu bạn ơi, quay lại đi. Ai, ui. Rồi, xong rồi không chạy được rồi. Ôi dồi ôi. Kiếp thật còn hai anh mèo béo cái gì nữa, nhảy đi ba. Ôi mày từ từ nhá. Hình như là có đường ra này, thử nào. Ô từ từ hình được. Ồ có đường ra lên trên này. Hey. Ồ à thử ra đấy. Đấy bỏ được mấy bước liền các bạn ạ, được đấy nhưng mà chơi vẫn khó nè. Ai chà chà. Hi, ok rồi. Hi, rồi chỗ này khó thế nhở. Chỗ này là 4 ô các bạn, 4 ô rồi. Ông này còn bơi nữa, sao bơi được? Không bơi được đâu em ơi. Bơi sao được em ơi. Trời ơi quay lại đi. Ôi map này công nhận có rồi, tụi mình bảo anh kia có gà đỏ ở trên dương ấy. Đấy lấy gà trong dương đi. Map hành động lời nói nghỉ ngơi. Ủa mình chat thế mà nghỉ ngơi gì. Map khó đấy. Toàn 4 ô. Ok trời anh thấy có tâm không. Bảo các bạn lấy gà ở trên dương kìa. Ok thế này. Rồi xong. Ui cái gì đây, cái gì đây, chơi cái gì, không chơi thần thú nào. Ok chơi thần thú nào, không chơi thần thú. Trời ơi xanh 9D khiếp thật. Chơi thần thú thì mình đè các bạn ơi này, chơi thần thú thì mình lấy sư khủng long này đã. Khủng long mình đi xong từ lâu rồi nhá. Chơi thần thú bao giờ. Dẹp. Rồi không xanh 9 gì các bạn ạ. 4 ô căng ấy nhở. Quyết tâm khuôn gà. Ây, bị
bị dính kiểu đùa chứ. Ui lên đi, ô ngon, ô may quá, ô ngon, ô ngon. Tự nhiên con cá nó đẩy mình lên cả, tự nhiên lại ngon. Ờ gì, ông lại bơi à? Ui, ông lại chơi kỳ thế, chơi bơi kìa. Chơi kỳ ý tao khác, không cho đi, không cho đẩy, không cho đẩy. Nào, ngon, nào, làm gì, làm gì. Không cho nhảy nào, chơi bơi, chơi kỳ thế, chơi bơi. Hỏng, điêu khắc chơi. Nào, không cho nhảy luôn. Làm sao? Nào, mèo béo đứng đây, đứng chốt đây, không cho nhảy luôn. Nào, định nhảy hay không có đâu. Làm sao? Chỉ điêu khắc. Điên là cái gì, đi chơi bơi, xong rồi chơi bơi, cái gì mà chơi không xanh chín gì cả. Ông thích cái gì à, không cho đi ấy, làm sao? Không cho đi ấy, đi tao khác chơi. Chơi cái map parkour đi bơi chả hiểu kiểu gì cơ nè. Rơi đi lờ này thì bơi này, bơi đi bạn ơi. Chơi xanh chín chứ, lên. Ok rồi. Có vẻ căng đấy nhở. Ai ui cây thế được, cây thế được. Mà đến gần cuối rồi còn bị rơi thể cây thế nào, cái map này toàn qua các bạn mà không biết là ăn sao kia thắng chưa nữa. Ôi, thanh niên xài thần thú kìa, không được. Rồi, mình phải qua, mình oánh luôn. Mình qua mình đấm luôn. Ai cho xài thần thú? Ôi, xuống, vơ vẩn. Ai cho thần thú gì vậy? Ông này. Ông nào lại xài lại bơi kìa, từ, mẹ béo mày. Đi kiểm tra đồ. Ông nào ăn gian kìa, hay lắm. Ăn gian này, từ nha. Đã thế rồi, mình đứng đây, không cho mấy ông mày lên. Ôi. Ông ấy đi ăn gian quá các bạn ạ. À, khiếp thật, về phải cấm thần thú kiểu gì nhỉ. Trời ơi. Ôi dồi ôi, chơi parkour chơi thần thú giờ. Khiếp thật. À thì nên diệp mèo bơi kìa các bạn ạ. Kích luôn, thích này. Cứ thích nhây này, kích luôn, không nói nhiều. Đấy, chơi phải chơi xanh chín các bạn ạ. À. Hãy tự tử ơi, nhảy lại từ đầu. Chơi thần thú là kích đấy, bơi cộng thần thú là kích đấy nhá. Ông không chơi thế được. Ôi khói nữa. Ôi chết, sao tu lên ta. Ôi hey. Ôi chết, nhầm đường. Á. Hey. Không lên được. Ấy, không lên được. Hey. Ấy, ôi đông quá. Cái map này đúng thật, chắc phải chơi vài người rồi các bạn ạ. Chơi đông người hơi khó, nó hơi bị hỗn loạn các bạn ạ. Chơi đông người nó hỗn loạn quá. Cái map này chơi đông người nó rất là hỗn loạn luôn các bạn nhá. Thực sự đấy. Hey. Hey, ui dồi ôi, tiếc thật. Mà ông này thả nhiều cá thế không biết nhở? Tại sao không cho quyền di chuyển ta? Phải thả cá em quay nhở? Hey. Ai, đầm, mình ăn ra được nhở? Quên mất là mình có thể nhảy đường kia được. Hey, đấy, từ cho lên cái, trời ơi, hỗn loạn quá. Úi, không lên được, từ. Úi, ok, lên rồi, hey, rồi, ok. Nào, lên rồi, ok, chơi dễ. Đây chỉ có chỗ này khó này, qua được chỗ này là ngon này, qua được chỗ này là ok này, từ nè. Ấy, không lên được rồi. À cái tí nữa, cái chỗ 4 ô đấy khó chịu quá. Nói chung là mình nhảy 4 ô khác gà, mình parkour không giỏi đâu các bạn, đừng thắc mắc là mẹ béo có chơi parkour bao giờ mấy đâu. Parkour hiếm khi chơi parkour lắm đấy. 4 ô là hơi căng các bạn ạ. Kiểu ui, 3 ô thì nhảy 3 ô rưỡi nhảy thoải mái, 4 ô thì hên xui, lúc được nó không ấy các bạn ạ. Ok, được rồi, bình tĩnh, hít thở lại sâu. Phải từ, chỗ này là rơi phát là toang đấy, cái này phải từ thôi, bình tĩnh. Uầy, đây là 2 ô, xong lên đây không biết có chậm bất tường hình hay gì không nữa. Ui, gì ấy, bất tường theo cái gì ấy. Hỏi chấm, cái gì ấy, ôi dồi ôi. Thanh niên làm gì ấy? Ăn thanh niên ăn thanh niên này uống nước ép của gà hỏi chấm thanh niên là định làm gì ấy? Hả, định làm gì, định cho không qua, không cho qua đâu. Trời ơi, thanh niên uống nước ép của gà các bạn ạ. Nào thanh niên qua được, ok, cho nguyên qua được rồi, ok, được, ok, mời qua đi ơi, qua đi rồi. Thanh niên, ui dồi, cái gì đây, kiếp thật. Thanh niên, ui dồi, xong rồi thanh niên rơi rồi, chứng tỏ đây có bất tình hình hay sao ấy. Nào đi xuống, định làm gì? Ăn chơi không xanh chín các bạn. Thanh niên này lấy nước ép của gà ra uống kìa, không xanh chín tí nào luôn. Nào đi dọn, trời ơi, mình nhảy đây các bạn ơi. Rồi, thật sự các bạn ạ. Hey, thanh niên chơi không xanh chín gì cả. Ok, bất tờ hình à? Ủa, chẳng bất tờ hình các bạn ạ. Ủa, sao lên
Lên được, ok lên được. Rồi thì nói chung là con map này chơi nó, ấy map tên map là tên là Escapa de la Ducha, tác giả Coco El Pet cái gì, chắc là tên người Brazil hay người Tây Ban Nha, người Brazil không biết, nói chung là đây là tiếng Latin các bạn ạ. ID map là 5999410 các bạn nhá. Nói chung là map này chơi khá là khó đấy, có nhiều một luôn mà khá ngắn nữa, nói chung là vừa khó vừa ngắn đấy, chơi cũng được, nói chung là khá là mới lại, mình vào thử thôi. Ok thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Nói chung là map này chơi cũng được đấy, Coco El Pet cái quái tên đau đầu quá. Đó, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút ký cho đăng ký ủng hộ mình các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.